Thứ chết tiệt, thứ máu lạnh, tao sẽ liều mạng với mày. Rồng Komodo phóng xạ, mày cũng là một loài bò sát máu lạnh giống như tao mà thôi. Nhưng cái vùng đất này chỉ nên tồn tại một mình tao. Mày rốt cuộc là ai? Tại sao mày lại muốn giết hại bọn tao chứ? Ở đây, thức ăn, nơi ở bao la, mà mày cứ muốn lấy mạng bọn tao là sao? Tao ghi cả cái vô, tao muốn làm bá chủ thế gian này, giống như là Godzilla trước đây. Tao muốn trở thành một vị vua quái vật phóng xạ mới. Không, tao sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Dù tao có chết thì sẽ có sinh vật khác đánh ông mày giết chết mày. Mày nói hơi nhiều rồi đó, cắm mồm lại đi, thật khổ kiếp. Tình sát nhân chết tiệt, ngươi đúng là một kẻ điên rồi. Chết rồi, Rồng Komodo đã bị chết rồi. Cậu ta đã bị thứ ác quỷ Gigakaiju đó giết chết rồi. Mẹ kiếp, thứ đó là Gigakaiju à? Hắn lại dám to gan giết chết thêm một liên minh của chúng ta. Không được, chúng ta không ở đây làm ngơ được. Chúng ta phải đi báo thù cho anh em đồng đội của chúng ta. Khoan đã, tình chất thiệt đó rất mạnh. Hắn còn biết bay nữa, cơ thể hắn nhiều gai nhọn, trên tay hắn còn có cặp lưỡi liềm vô cùng sắc. Nếu các cậu đi, chắc chắn sẽ không toàn mạng. Cái gì chứ? Vậy không lẽ chúng ta ngó lơ hay sao? Vùng đất tươi đẹp này là do tổ tiên của chúng ta, cha mẹ của chúng ta, là các loài quái vật phóng xạ thế hệ đầu, đã nằm xuống để giành lấy nó. Chúng ta là con cái của họ, chúng ta sống ở đây, phát triển ở đây, đoàn kết với nhau để chống lại kẻ thù. Vậy mà hôm nay tình gây gà cai du đó lại xuất hiện, giết rất nhiều thành viên của chúng ta, mà chúng ta lại ở đây sợ sệt, ngó lơ, rồi còn định bỏ trốn nữa hả? Đúng rồi đó, Khỉ Công nói không sai. Chúng ta không nên hèn nhát, mà phải chiến đấu chống lại thứ đó. Dù có mất mạng cũng phải kéo theo hơn, để sau này con cháu chúng ta vẫn còn trốn dung thân. Trời đất ơi, tôi muốn các cậu thật bình tĩnh. Chúng ta phải ở đây suy nghĩ thật kỹ, tìm một cách nào đó, nhờ cậy một ai đó xử lý chuyện này, cho nên các cậu cứ liều mạng chẳng được lợi ích gì đâu. Thật là nhảm nhí, chúng ta không dựa vào bản thân của mình thì biết nhờ vả vào ai? Nếu ai hèn nhát thì cứ ở lại đây, còn ai muốn báo thù hãy theo tôi. Tôi đi, chờ chúng tôi với Khỉ Công, chúng tôi sẽ đi với cậu. Này, mọi người dừng lại đi, đừng bên đường. Không hay rồi. Nếu họ đi, chắc chắn họ cũng sẽ chết hết. Không được, mình phải cấp tốc đi nhờ một ai đó giúp đỡ. Hắn ở kia kìa, tiến lên nào cái cầu, liều mạng đánh đuổi giết chết thứ chết tiệt đó. Cái gì thế này? Ta vừa biến nơi này thành vùng lãnh thổ của mình thì đã có kẻ tới thăm nhà rồi à? Tình Giga khốn kiếp, bọn ta không phải là bạn của ngươi. Bọn ta tới đây để lấy cái mạng chó của ngươi, báo thù cho những thành viên trong liên minh cai du chúng ta. Đừng nói nhiều với hắn nữa, tiến lên. Cái gì? Chúng mày có cả liên minh cai du nữa à? Tao sợ quá cơ. Vậy thì để tao tiễn lũ nhãi mép rách rưới chúng mày về gặp tổ tiên ông bà chúng mày, là cái bọn quái vật phóng xạ thế hệ đầu nha. Rồi tao sẽ làm bá chủ nơi này, tao giết sạch tất cả những kẻ chống lại tao. Khâu kìm, ta sẽ liều mạng với ngươi. Đến lúc rồi, ta phải tìm những đối thủ mạnh nhất ở cái vùng đất này để ép bọn chúng phải quy phục dưới chân ta. Cứu, có ai cứu chúng tôi không? Chết tiệt, kẻ nào mà lại sùm không cho tao nghỉ ngơi thế này? Đặc kỳ hình như là một quái vật cây chu to lớn thì phải. Tìm thấy cứu tinh rồi, này, đây là bơm giúp
Chắc là ồn ào quá đi. Hả? À, cái gì đây? Một tên Zilla con thuộc giống loài của Godzilla trước đây à? Mẹ kiếp, người nhỏ xíu mà sao cái miệng người to thế? Có một kì, là Gigan Kaiju. Hắn ép tất cả quái vật phóng xạ ở cái vùng đất này phải theo hắn. Nếu ai chống lại, hắn sẽ giết chết. Làm ơn, hãy đánh bại hắn, giải cứu vùng đất này đi. Hả? Đó là chuyện của các ngươi, không liên quan gì tới ta. Ta chỉ sống ở cái vùng nước sâu mà thôi. Ta lên trên cạn này để hít thở một chút, rồi ta sẽ đi. Nhìn ngươi là một quái vật phóng xạ to lớn mạnh mẽ, thực chất chỉ là một con rùa rút đầu. Ta hy vọng rằng thứ Giga Kaiju đó sẽ ghé thăm ở đây và giết chết ngươi, tên hèn nhát. Mẹ kiếp, ngươi nói cái gì? Dám sỉ nhục ta à? Ta không có thời gian ở đây sỉ nhục ngươi đâu. Ta phải đi tìm anh hùng để giải cứu vùng đất này rồi. Chết tiệt. Thôi được rồi, ta sẽ không trực tiếp giúp các ngươi, nhưng ta sẽ cho các ngươi biết một điều. Hãy đi thẳng về phía trước, cách đây không xa, ngươi sẽ gặp được con trai của Kinh Tai Tình. Hắn là một kẻ tốt bụng, chắc chắn hắn sẽ giúp giải quyết vấn đề của các ngươi. Sống và làm theo lý tưởng của cha ta là Kinh Tai Tình, sống ôn hòa dưới vùng biển này. Hay quá, hay quá. Vậy thì làm ơn giúp đỡ chúng tôi. Vùng đất trên cạn này đang bị lâm nguy bởi một kẻ có tên là Giga Kaiju. Hắn rất mạnh mẽ độc ác. Hắn đã giết chết các đồng đội liên minh của tôi. Chỉ còn một mình tôi sống sót, phải chạy khắp nơi đi cầu cứu thế này đi. Ồ, có kẻ to gan như vậy hay sao? Được rồi, người mau dẫn đường đi, để ta xử lý hắn cho các người, bảo vệ vùng đất này trở lại yên bình. Được rồi, mau theo tôi, nhanh lên. À, mẹ kiếp, thứ chết tiệt này, người to gan, dám tấn công cả ta hay sao? Xử lý hắn. Nhưng khoan, hai tên này, tên nào mới là Giga Kaiju chứ? Mẹ kiếp, là cái thứ có đầy gai trên người, có cái bờm màu đỏ kia kìa. Mau giúp ta đi, con trai của Kinh Tai Tình. Ồ, người biết ta. Được rồi, để ta giúp người hạ thứ chết tiệt đó. Mọi người quên ta rồi hay sao? Trước đây ta từng gạ gẫm vợ của người, một tí nữa thì bị ngươi giảm bẹp. Ta biết lỗi rồi, ta sống đàng hoàng. Được rồi, nhanh chóng giết chết thứ này đi, một tí nữa thì hắn mém lấy mạng của ta rồi đó. Thì ra là ngươi Raisin phóng xạ. Được rồi, chuyện đó bỏ qua đi. Trước mắt phải trừng phạt thật khốn kiếp náo loạn vùng đất này, giết hại sinh vật vô tội. Chết đi, thứ bẩn thỉu. Cẩn thận đó con của Kinh Tai Tình. Thứ này rất sắc bén, rất nguy hiểm. Nó có thể cắt da của cậu thành chấm mảnh đó. Để tôi sẽ qua giúp cậu một tay. Người quá khinh thường ta đó rồi, Ray Dan. Da của ta vô cùng cứng cáp, không có thứ gì có thể cắt được. Hãy coi ta nghiền nát nó nè. Hay quá, hay quá. Cậu đúng thật là lợi hại quá đi.